Biết Sài Gòn, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 tại Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt trên FPT Play. Thưa quý vị, lúc này thì AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 đang là tâm điểm chú ý của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và tất nhiên bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ tập trung vào sự kiện này, hành trình của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã giành quyền vào đến vòng bán kết và lúc này trận đấu với Indonesia sắp tới sẽ là tâm điểm. Đầu tiên xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những người trong cuộc phát biểu gì về trận đấu này. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bước vào buổi họp báo trước thêm trận bán kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 với đội tuyển Indonesia. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo trải qua một buổi họp báo ngắn chỉ có 8 phút. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ trả lời duy nhất một câu hỏi của phóng viên trước khi nhanh chóng trở lại đại bản doanh của đội tuyển Việt Nam. Qua đó, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng bày tỏ sự không hài lòng về công tác tổ chức trận đấu của nước chủ nhà Indonesia. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tinh thần lẫn thể lực. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng trong trận đấu ngày mai. Ngày hôm qua vốn dĩ chúng tôi đã có kế hoạch tập luyện bình thường, nhưng đội mới thi đấu xong lại bay 3 tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh sang Indonesia nên cần nghỉ. Hôm qua còn mưa nữa nên cuối cùng cả đội tập gym ở khách sạn. Còn vấn đề an ninh thì tôi nói lại, nếu vì an ninh mà chuyển giờ thi đấu thì không thể hiểu nổi. Năm nay Indonesia tổ chức giải U20 thế giới thì phải. Nếu vì an ninh mà chuyển giờ thi đấu thế này thì không ổn. Sau màn trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đồng nghiệp đồng hương bên kia chiến tuyến Shin Tae-yong cũng đã chia sẻ về quyết tâm của Indonesia trong cuộc tiếp đón những chiến binh sao vàng. Theo ông Shin Tae-yong, với chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, Indonesia của ông hoàn toàn có thể đánh bại Việt Nam ở trận bán kết lượt đi sắp tới. Đội tuyển Việt Nam mạnh, có tổ chức cùng hệ thống phòng thủ tốt. Tuy nhiên, cả 4 đội vào bán kết đều có những điểm mạnh, chứ không riêng gì Việt Nam. Đừng nói với tôi về quá khứ, giờ tôi đã có một đội bóng mới, chuẩn bị tốt hơn và sẽ có thể thay đổi mọi chuyện. Cũng trong ngày hôm nay, hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có buổi tập cuối cùng nhằm hướng tới trận đấu bán kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 diễn ra vào tối mai. Trong buổi tập có khá nhiều phóng viên bản địa, huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ tập xa truyền thông. Trong 20 phút phóng viên được tác nghiệp, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chủ yếu tập khởi động nhẹ. Để đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu bán kết diễn ra ngày mai, phía nước chủ nhà Indonesia sẽ sử dụng 3.524 cảnh sát. Bên cạnh đó là 600 cảnh sát đặc vụ được cài vào số đông khán giả. Toàn lực lượng bảo vệ có 5.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát chống bạo động đặc biệt và cảnh sát đặc vụ. Những cuộc đụng độ trong thời gian gần đây và kể cả là quá khứ giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn diễn ra rất nóng cả bên trong lẫn ngoài sân. Chính vì thế, trận bán kết sắp diễn ra tới đây cũng là một sự kiện rất nhạy cảm và đội tuyển Việt Nam đã nhờ tới sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn. Sau khi đặt chân đến Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã phải hủy buổi tập đầu tiên trên sân phụ Gelora Bung Karno vì trời đổ mưa to. Toàn đội được huấn luyện viên Park Hang-seo cho tập gym ngay trong khách sạn để tránh các cầu thủ bị cảm lạnh. Trong ngày này, VFF đã gửi công điện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị hỗ trợ đội tuyển Việt Nam cho trận bán kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 vào ngày 6 tháng 1. Bên cạnh đó, VFF cũng đề nghị AFF và Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI thắt chặt và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cho tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung. Được biết trước đó U19 Việt Nam từng bị cổ động viên U19 Indonesia gây sức ép tại khách sạn của mình ở giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua. Cùng với việc tình hình an ninh trật tự liên quan đến các hoạt động thể thao trong thời gian gần đây tại Indonesia luôn có vấn đề, VFF mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam cũng như các cơ quan quản lý thể thao Indonesia. Mong nước chủ nhà sẽ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho tuyển Việt Nam, thông báo và hướng dẫn kiều bào tại Indonesia và các cổ động viên tuân thủ các quy định an ninh và an toàn của ban tổ chức trận đấu. Trận bán kết lượt đi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam được bán vé ở mức 90% so với sức chứa tối đa hơn 77.000 chỗ ngồi tại sân vận động Gelora Bung Karno. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Yunus Yuri cho biết số lượng khán giả đến sân phụ thuộc vào sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền,
cụ thể là cảnh sát. Trước đó, ông cho biết lượng vé bán ra cho trận đấu này chỉ chiếm khoảng hơn 70% chỗ ngồi của sân vận động. PSSI đã hy vọng được đón thêm khán giả tới sân nhằm tiếp sức cho đội tuyển trong trận đấu quan trọng với Việt Nam và đã thuyết phục được các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng giữ nguyên giờ thi đấu ở lúc 16:30 như hai trận đấu của Indonesia tại vòng đấu bảng nhằm đảm bảo các vấn đề an ninh. Về giá vé, PSSI phát hành 4 mức giá là 150.000, 250.000, 750.000 và 1 triệu Indonesia Rupee, tức khoảng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khán giả sẽ được giảm giá từ 15% đến 35% nếu mua sớm. Thông thường, ban tổ chức sân sẽ dành 8% chỗ ngồi cho cổ động viên đội khách. Như vậy, tối đa sẽ có khoảng 6.000 người hâm mộ Việt Nam được vào sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu sắp tới tại Jeroja Bung Karno. Đây là con số đáng kể nếu so với hai trận đấu sân khách trước của đội tuyển ở giải đấu năm nay. Trận ra quân trên sân của Lào ghi nhận khoảng 2.000 cổ động viên Việt Nam. Còn ở trận đấu trên sân của Singapore, do chủ nhà thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar chỉ có sức chứa khoảng 6.000 người, nên chỉ có khoảng 280 cổ động viên Việt Nam được góp mặt để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Ở chiều ngược lại trên sân nhà, Việt Nam cũng đang chuẩn bị gấp rút cho trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Hôm qua khi tới xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, tôi cũng trao đổi với các đồng chí có liên quan về khai thác hợp tác công tư hiệu quả ở sân vận động này. Theo Thủ tướng, dư địa thúc đẩy hợp tác công tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công tư còn hạn chế so với sự vận động phát triển và đòi hỏi của thực tiễn. Sân Mỹ Đình là hạng mục quan trọng của khu liên hợp thể thao quốc gia. Đơn vị này được giao tự chủ 100%, nhưng hiện lại không được phép khai thác kinh doanh. Trước đó, tình trạng của sân Mỹ Đình gây bức xúc cho người hâm mộ với sự cố bung khớp nối khung thành trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund ngày 30 tháng 11 2022. Còn tại AFF Cup, dù đã được các cơ quan đầu ngành thể thao quan tâm chỉ đạo nhưng công tác chăm sóc sân Mỹ Đình vẫn chưa được như kỳ vọng. Đặc biệt là hình ảnh mặt cỏ vàng úa trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Myanmar vào tối 3 tháng 1. Hiện tại, ban quản lý sân Mỹ Đình đang tiến hành chăm sóc mặt cỏ để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào ngày 9 tháng 1. Bóng đá Việt ngày hôm nay của chúng tôi vừa nhận được một thông tin rất nóng và xin phép gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam chiều 5 tháng 1, Hồng Duy và Tiến Linh đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Những học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang dần quen với thời tiết nóng ẩm tại Indonesia. Do có nhiều phóng viên của nước chủ nhà xuất hiện nên thầy Park có phần dè dặt với giới truyền thông. Trong 20 phút để cho phóng viên tác nghiệp, các cầu thủ chủ yếu tập khởi động nhẹ. Toàn đội sử dụng thêm gôn phụ và huấn luyện viên người Hàn Quốc tiếp tục cho các cầu thủ đá rèn nửa sân. Trước buổi tập, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia đã xin danh sách phóng viên Việt Nam sang tác nghiệp để có biện pháp bảo vệ an toàn. An ninh bắt đầu được triển khai ngay từ vòng ngoài, tức bên ngoài sân vận động. Các phóng viên vào sân đều có người hướng dẫn di chuyển để không bị lạc ra những khu vực có các cổ động viên quá khích Indonesia. Được biết nước chủ nhà cũng sử dụng khung thành cùng loại với sân Mỹ Đình, tuy nhiên đã được bắt vít chắc chắn. Mặt sân cỏ lá kim xanh mướt được chuẩn bị chu đáo và đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi với Việt Nam. Sau một mùa giải V-League 2022 không thành công, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định chia tay rất nhiều công thần để tái cơ cấu đội hình. Trong đó có những cái tên rất nổi tiếng như là Công Phượng hay Văn Toàn và có cả chàng cầu thủ mắt hiếp Xuân Trường. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được đội bóng mới của mình, hy vọng về một mùa giải mới tươi sáng hơn. Vừa qua, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng với hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được cho là sự bổ sung thích hợp cho tuyến giữa thi đấu mềm mại uyển chuyển, vốn là nền tảng thành công của đội bóng đất cảng ở V-League 2022. Xuân Trường được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai đá V-League từ mùa giải 2015. Cầu thủ sinh năm 95 có 6 mùa bóng thi đấu ở V-League, xen giữa là 3 chiến xuất ngoại lần lượt đến Incheon United 2016, Gangwon FC 2017 và Buriram United 2019. Tiền vệ này có tổng cộng 106 trận thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở V-League, ghi được 7 bàn. Mùa giải 2022 vừa qua, Xuân Trường ra sân 18 trận cho Hoàng Anh Gia Lai với 15 lần đá chính và ghi 1 bàn thắng. Đây cũng là mùa giải cầu thủ mang áo số 6 thi đấu thường xuyên nhất cho đội bóng Phố Núi tính từ 2018. Trước Lương Xuân Trường, các đồng đội cũ ở Hoàng Anh Gia Lai là Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng hay Dũng Quang Nho chính là những cái tên cũng đã chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Cống Hiến, một giải thưởng uy tín do báo Thể thao Văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam tổ chức vào năm 2023 này sẽ có thêm những hạng mục đặc biệt dành cho lĩnh vực thể thao. Và tất nhiên trong đó các giải thưởng không thể thiếu với các ngôi sao của môn thể thao vua. Thông tin này cũng sẽ tạm thời khép lại thời lượng của Bóng đá Việt hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị có một buổi tối thoải mái và nhiều niềm vui với các chương trình thú vị trên FPT Play. Đây là giải thưởng quen thuộc nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, ca sĩ, tác phẩm âm nhạc trong năm. Tuy nhiên, ở giải thưởng lần này sẽ có 3 hạng mục dành cho lĩnh vực thể thao. Ở hạng mục nhân vật thể thao của năm có 10 ứng viên được đề cử. Trong đó, có những bộ môn như bóng đá, điền kinh, triathlon, bơi, muay. Ở hạng mục gương mặt thể thao trẻ của năm có 5 đề cử. Trong đó có Quốc Văn Khang và Nhâm Anh Dũng ở bộ môn bóng đá. Hai hạng mục này sẽ được khán giả bình chọn công tâm qua hệ thống B-Vote của ban tổ chức. Riêng hạng mục chiến tích thể thao sẽ do hội đồng bầu chọn giải thể thao có cống hiến lớn nhất cho cộng đồng và trao giải. Đêm trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2023. Hiên ngang đi tiếp. Không một lần tấm lá chắn bị xuyên thủng. Binh đoàn của vị tướng Ba Hàng Sở chinh phục thêm thử thách ở vùng đất giữ. Nơi 26 năm qua, những chiến binh sao vàng chưa từng thắng trận. Đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.